Làm thế nào con người có được sức mạnh để biến đổi hành tinh này như thế này? Nhìn trái đất vào ban đêm cho chúng ta thấy chúng ta đã thành công như thế nào trong việc khai thác và vận dụng năng lượng cũng như tầm quan trọng của nó đối với sự tồn tại của chúng ta. Năng lượng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng ta sử dụng nó để xây dựng các công trình bao quanh và bảo vệ chúng ta. Chúng ta sử dụng nó để cung cấp năng lượng cho giao thông và thắp sáng ngôi nhà của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, năng lượng rất cần thiết cho chính sự sống. Không cần năng lượng, chúng ta nhận được từ thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta sẽ chết. Tuy nhiên, năng lượng chính xác là gì và điều gì khiến nó hữu ích với chúng ta đến vậy? Để cố gắng trả lời những câu hỏi này, các nhà khoa học đã nghĩ ra một bộ luật kỳ lạ. Nó sẽ liên kết mọi thứ với nhau, từ động cơ, con người đến các vì sao. Hóa ra năng lượng đó rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng giúp chúng ta hiểu được toàn bộ vũ trụ. Bộ phim này là câu chuyện hấp dẫn về cách chúng ta khám phá ra các quy luật vận hành vũ trụ. Đó là câu chuyện về cách chúng ta nhận ra rằng tất cả các dạng năng lượng đều có số phận suy thoái và tan rã, để chuyển từ trật tự sang hỗn loạn. Đó là câu chuyện về cách vũ trụ khai thác quá trình tuyệt vời này để tạo ra mọi thứ mà chúng ta thấy xung quanh mình. Trong suốt lịch sử loài người, chúng ta đã nghĩ ra đủ loại cách khác nhau để khai thác năng lượng từ môi trường. Tất cả mọi thứ từ hai trái cây, đốt củi chậm đến nguồn nước. Nhưng khoảng 300 năm trước, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Con người đã phát triển những cỗ máy có khả năng xử lý lượng năng lượng phi thường để thực hiện những nhiệm vụ mà trước đây không thể tưởng tượng được. Bây giờ, điều này xảy ra nhờ vào nhiều người và vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện này với một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong lịch sử khoa học. Một trong những người đầu tiên cố gắng tìm hiểu năng lượng. Geoffrey Linnaeus là một nhà ngoại giao, nhà khoa học, triết gia và thiên tài. Ông ấy luôn cố gắng tìm hiểu các cơ chế khiến vũ trụ hoạt động. Linnaeus cũng như nhiều người cùng thời với ông hoàn toàn bị thuyết phục rằng thế giới mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình là một cỗ máy khổng lồ được thiết kế bởi một người mạnh mẽ và thông thái. Và nếu bạn có thể hiểu máy móc hoạt động như thế nào, thì bạn cũng có thể hiểu vũ trụ và các nguyên lý được sử dụng để tạo nên vũ trụ cũng hoạt động như thế nào. Và do đó, đối với Linnaeus, có một mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ giữa một mặt là thần học và triết học, mặt khác là kỹ thuật và cơ học. Chính mối quan hệ giữa triết học và kỹ thuật mà vào năm 1676 đã khiến ông nghiên cứu điều mà thoạt nhìn có vẻ là một câu hỏi rất đơn giản. Điều gì xảy ra khi các vật va chạm nhau? Đây chính là điều mà Linnaeus và nhiều người cùng thời với ông đang phải vật lộn. Vì vậy, khi hai quả bóng này va vào nhau, chuyển động của quả bóng này sẽ được truyền sang quả bóng kia. Dường như có điều gì đó được truyền qua giữa chúng, và đây là điều mà Linnaeus gọi là sinh lực. Ông ấy coi nó như một thứ, một vật chất thực sự được trao đổi khi va chạm. Linnaeus cho rằng thế giới là một cỗ máy sống, và bên trong cỗ máy đó có một lượng sinh lực do Chúa đặt vào khi tạo dựng, nên nó sẽ không thay đổi mãi mãi. Vì vậy, lượng sinh lực trên thế giới sẽ được bảo toàn. Câu hỏi đặt ra là phải xác định được nó. Linnaeus sẽ sớm tìm ra một cách toán học đơn giản để mô tả sinh lực. Nhưng ông ấy cũng sẽ nhìn thấy một cái gì đó khác. Ông nhận ra rằng trong thuốc súng, lửa và hơi nước, sinh lực của chúng đang được giải phóng một cách bạo lực và mạnh mẽ. Nếu khai thác được thứ này, nó có thể mang lại cho loài người sức mạnh không thể tưởng tượng được. Linnaeus sẽ sớm say mê với những cách thu hút sinh lực. Là một người viết thư nhiều, Linnaeus đã có quan hệ trao đổi thư từ với một nhà khoa học trẻ người Pháp tên là Denis Papin. Khi họ trao đổi thư từ, Linnaeus và Papin nhận ra rằng sinh lực được giải phóng trong một số tình huống nhất định thật sự có thể được khai thác. Nhiệt có thể được chuyển hóa thành một số dạng tác dụng hữu ích, nhưng ý tưởng này có thể được thực hiện bao xa? Papin không nghi ngờ gì nữa. Đây là đoạn trích từ bức thư của ông gửi cho Linnaeus. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, càng tiến về phía trước, tôi càng tìm thấy lý do để đánh giá cao phát minh này. Mà về mặt lý thuyết, có thể nâng cao sức mạnh của con người lên đến vô tận. Nhưng trên thực tế, tôi tin rằng tôi có thể nói mà không cần phóng đại, rằng một người bằng cách này sẽ có thể làm được nhiều việc mà 100 người khác có thể làm mà không cần nó. Đến đây bạn có thể mong đợi rằng Linnaeus và Papin đã thay đổi thế giới mãi mãi. Ý tưởng của họ rất sâu sắc và sâu rộng, nhưng họ chưa thực sự thúc đẩy mọi thứ tiến lên phía trước. Vì vậy cần thứ gì đó hữu hình hơn nhiều.
Chúng ta cần sự đổi mới, công nghiệp, cần vô số công nhân và thợ thủ công lành nghề để áp dụng những ý tưởng này, để thử nghiệm chúng theo những cách mới lạ. Trong thế kỷ tiếp theo sau Linnaeus và Papin, điều này sẽ diễn ra theo cách ấn tượng nhất có thể tưởng tượng được. 150 năm sau, theo các cuộc thảo luận của Linnaeus và Papin, sinh lực đã được khai thác một cách ngoạn mục. Những cỗ máy mà họ mơ ước đã trở thành hiện thực. Động cơ hơi nước giờ đây là công nghệ tiên tiến nhất của thế kỷ 19. Nếu nhìn vào các bước phát triển của nền văn minh, thì một bước tiến lớn là động cơ hơi nước vì nó đã thay thế cơ bắp, cơ động vật, trong đó có cơ bắp của chúng ta, bằng năng lượng hơi nước. Và năng lượng hơi nước thật sự là vô hạn và cực kỳ quan trọng để thực hiện những điều gần như không thể tưởng tượng được. Công nghệ hơi nước sẽ làm được nhiều điều hơn là chỉ biến đổi xã hội loài người. Nó sẽ khám phá ra sự thật về thứ mà Linnaeus gọi là sinh lực và tiết lộ những hiểu biết mới về hoạt động của vũ trụ của chúng ta. Nhưng bên cạnh tất cả những thành công vĩ đại và sức mạnh to lớn mà các động cơ đã mang lại cho những người tạo ra chúng, vẫn còn rất nhiều sự nhầm lẫn và bí ẩn xung quanh chính xác cách thức và lý do chúng hoạt động. Đặc biệt là những câu hỏi như, chúng có thể được thực hiện hiệu quả đến mức nào? Có giới hạn nào cho sức mạnh của họ không? Cuối cùng, mọi người muốn biết có thể đạt được những gì với hơi nước. Lý do những câu hỏi này vẫn tồn tại rất đơn giản. Hầu như không ai hiểu được bản chất cơ bản của động cơ hơi nước. Rất ít người biết đến nguyên lý vũ trụ làm nền tảng cho nó. Những cỗ máy vận chuyển gỗ vĩ đại này mà chúng ta coi là động cơ hơi nước thời kỳ đầu, thực ra là hạt giống của sự hiểu biết về mọi thứ diễn ra trong vũ trụ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng động cơ hơi nước lại chứa đựng bên trong chúng những bí mật của vũ trụ. Vào tháng 3 năm 1814, trong cuộc chiến tranh của Napoleon, khi Napoleon và quân đội của ông đang chiến đấu ở nơi khác, chính Paris đã phải hứng chịu cuộc tấn công liên tục từ lực lượng tổng hợp của Nga, Phổ và Áo, và người dân của thành phố đã được triển khai xung quanh những vị trí quan trọng để bảo vệ chúng. Tại lâu đài Chateau de Vincennes, nơi đang được bảo vệ bởi một nhóm sinh viên trẻ thiếu kinh nghiệm, những người buộc phải rút lui trước hỏa lực liên tục của pháo binh. Một trong số họ là một nhà khoa học và quân nhân trẻ tài giỏi. Tên anh ta là Nicolas Leonard Sadikanot. Và nỗi nhục nhã mà anh ta cảm nhận được đã thúc đẩy anh ta khám phá ra cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của tất cả các động cơ. Canot xuất thân từ một gia đình quân nhân rất được kính trọng. Sau thất bại của Pháp ở đây và những nơi khác trên khắp châu Âu, ông quyết tâm giành lại niềm tự hào của người Pháp. Điều thật sự khiến Canot bận tâm là ưu thế công nghệ mà kẻ thù của Pháp dường như đang sở hữu. Và đặc biệt, nước Anh có lợi thế to lớn này, cả về quân sự và kinh tế, nhờ làm chủ được năng lượng hơi nước. Vì vậy, Canot thề sẽ thật sự cố gắng tìm hiểu cách thức hoạt động của động cơ hơi nước và sử dụng kiến thức đó vì lợi ích của nước Pháp. Ông ấy nói hoàn toàn rõ ràng rằng, nếu bạn có thể lấy đi động cơ hơi nước khỏi Anh, thì đế quốc Anh sẽ sụp đổ. Và anh ấy viết sau thất bại của quân đội Pháp và anh ấy đề xuất phân tích, theo nghĩa đen, nguồn sức mạnh của Anh bằng cách phân tích cách thức hoạt động của động cơ lửa và nhiệt. Sống bằng đồng lương nửa vời với anh trai Hippolyte trong một căn hộ nhỏ ở Paris vào năm 1824, Canot đã viết cuốn Những suy ngẫm về động lực của lửa, đến nay đã trở thành huyền thoại. Chỉ trong chưa đầy 60 trang, ông đã phát triển và tóm tắt cách thức hoạt động cơ bản của tất cả các động cơ nhiệt. Canot thấy rằng tất cả các động cơ nhiệt đều bao gồm một nguồn nóng ở môi trường xung quanh mát hơn. Bây giờ Canot tin rằng nhiệt là một loại chất có thể chảy như nước từ nơi nóng đến nơi nguội và cũng giống như nước rơi từ trên cao xuống. Dòng nhiệt có thể được khai thác để thực hiện công hữu ích. Cái nhìn sâu sắc quan trọng của Canot là chỉ ra rằng để làm cho bất kỳ động cơ nhiệt nào hoạt động hiệu quả hơn, tất cả những gì bạn phải làm là tăng chênh lệch nhiệt độ giữa nguồn nhiệt và môi trường mát hơn xung quanh. Ý tưởng này đã định hướng cho các kỹ sư trong suốt 200 năm. Cuối cùng, động cơ ô tô hoạt động hiệu quả hơn động cơ hơi nước vì nó chạy ở nhiệt độ nóng hơn nhiều. Động cơ phản lực vẫn hoạt động hiệu quả hơn nhờ nhiệt độ đáng kinh ngạc mà chúng có thể hoạt động. Canot đã tiết lộ rằng động cơ nhiệt không chỉ là một phát minh thông minh mà chúng còn khai thác được một đặc tính sâu xa hơn của tự nhiên. Họ đang khai thác dòng năng lượng giữa nóng và lạnh. Canot đã nhìn thoáng qua bản chất thật sự của động cơ nhiệt và trong quá trình đó, ông bắt đầu một nhánh khoa học mới. Nhưng ông sẽ không bao giờ thấy được tác động mà ý tưởng của mình sẽ gây ra đối với thế giới. Năm 1832, một trận dịch tả lây lan khắp Paris. Nó nghiêm trọng đến mức có thể xóa sổ gần 19.000 người.
Hồi đó, khoa học chưa có hiểu biết thật sự về cách thức lây lan của căn bệnh này, nên chắc hẳn nó rất đáng sợ. Canute, không nản lòng trước những rủi ro, đã quyết định nghiên cứu và ghi lại sự lây lan của căn bệnh này. Nhưng đáng tiếc là anh ta lại mắc bệnh và qua đời một ngày sau đó. Anh ấy mới 36 tuổi. Rất nhiều bài báo khoa học quý giá của ông đã bị đốt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, và những ý tưởng của ông tạm thời rơi vào tình trạng mù mờ. Có vẻ như thế giới vẫn chưa sẵn sàng cho Canute. Canute đã có đóng góp to lớn đầu tiên cho ngành nhiệt động lực học. Nhưng khi thế kỷ 19 tiến triển, nghiên cứu về nhiệt, chuyển động và năng lượng bắt đầu thu hút được cộng đồng khoa học rộng lớn hơn. Chẳng bao lâu sau, người ta nhận ra rằng những ý tưởng này có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ giải thích cách thức hoạt động của động cơ nhiệt. Đúng như Linnaeus đã nghi ngờ với khái niệm sinh lực của mình, những ý tưởng này có thể áp dụng được ở quy mô lớn hơn nhiều. Vào giữa thế kỷ 19, các nhà khoa học và kỹ sư đã tìm ra rất chính xác mối liên hệ giữa các dạng năng lượng khác nhau. Họ đo lường cần bao nhiêu loại năng lượng cụ thể để tạo ra một lượng nhất định thuộc loại khác. Ví dụ, lượng năng lượng cần thiết để làm nóng 30ml nước lên 1 độ C bằng lượng năng lượng cần thiết để nâng vật nặng 12,5 kg lên 1 mét. Điểm sâu xa hơn mà mọi người nhận ra ở đây là mặc dù công cơ và nhiệt có vẻ rất khác nhau, nhưng trên thực tế, cả hai mặt của cùng một thứ, đó là năng lượng. Ý tưởng này sau này được gọi là định luật đầu tiên của nhiệt động lực học. Định luật thứ nhất tiết lộ rằng năng lượng không bao giờ được tạo ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các nhà khoa học thế kỷ 19 nhận ra điều này có nghĩa là tổng năng lượng của toàn bộ vũ trụ thật sự là cố định. Thật ngạc nhiên, có một lượng năng lượng nhất định có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nhau. Vì vậy, trong động cơ hơi nước, năng lượng không được tạo ra, nó chỉ chuyển từ nhiệt thành công cơ học. Nhưng dù định luật thứ nhất rất ấn tượng, nhưng nó đặt ra một câu hỏi lớn. Chính xác thì điều gì đang xảy ra khi một dạng năng lượng này chuyển sang dạng năng lượng khác? Trên thực tế, tại sao nó lại làm được điều đó? Câu trả lời một phần sẽ được tìm ra bởi nhà khoa học người Đức Rudolf Clausius, và nó sẽ tạo thành nền tảng của định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Rudolf Clausius là một sinh viên vật lý xuất sắc người Đức đến từ Pomerania, học ở Berlin, và ở độ tuổi trẻ đến mức nực cười đã trở thành một giáo sư rất xuất sắc ở Berlin và sau đó ở Zurich, tại trường đại học công nghệ mới được thành lập ở Thụy Sĩ. Và trong những năm 1850 và 60, Clausius đã đưa ra những phân tích toán học thật sự đầu tiên, mạch lạc, toàn diện về cách thức hoạt động của nhiệt động lực học. Clausius nhận ra rằng, trong vũ trụ không chỉ có một lượng năng lượng cố định, mà năng lượng đó dường như tuân theo một quy luật rất chặt chẽ. Nói một cách đơn giản, năng lượng ở dạng nhiệt luôn chuyển động theo một hướng cụ thể. Cái nhìn sâu sắc này của ông trên thực tế là một trong những ý tưởng quan trọng nhất trong toàn bộ khoa học. Như Clausius đã nói, nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. Đây là một ý tưởng rất trực quan. Nếu để yên, cốc trà nóng sẽ luôn nguội dần. Điều này có nghĩa là nhiệt sẽ truyền từ chiếc cốc nóng đến tay bạn, rồi lại từ tay bạn đến ngực bạn. Điều này có vẻ hoàn toàn hiển nhiên, nhưng đó là một cái nhìn sâu sắc quan trọng. Dòng nhiệt là một quá trình một chiều, dường như được xây dựng rất cơ bản trong hoạt động của toàn bộ vũ trụ. Tất nhiên, các đồ vật có thể nóng hơn, nhưng bạn luôn cần phải làm gì đó với chúng để điều này xảy ra. Còn lại, năng lượng dường như luôn đi từ tập trung sang phân tán. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong khoa học là của nhà hóa sinh Albert Central. Ông đã nói rằng, khoa học là nhìn thấy những gì người khác đã thấy, nhưng nghĩ những điều chưa ai từng nghĩ. Và Clausius nhìn vào thế giới thường ngày và thấy những gì mọi người đã thấy. Nhiệt đó không tự nhiên truyền từ vật lạnh sang vật nóng, nó luôn đi theo chiều ngược lại. Nhưng anh ấy không chỉ nói, à tôi thấy chưa, anh ấy thật sự đã ngồi xuống và nghĩ về nó. Clausius đã tập hợp tất cả những ý tưởng này về cách truyền năng lượng và đặt chúng vào bối cảnh toán học. Nó có thể được tóm tắt bằng phương trình này, dS chia dt lớn hơn hoặc bằng 0. Clausius đã giới thiệu một đại lượng mới mà ông gọi là entropy, chứ cái này là S. Về cơ bản, ý nghĩa của phương trình này là khi nhiệt được truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn, entropy luôn tăng. Entropy dường như là thước đo nhiệt lượng tiêu tán hoặc lan tỏa như thế nào. Khi vật nóng nguội đi, entropy của chúng tăng lên. Clausius thấy rằng trong bất kỳ hệ cô lập nào, quá trình này sẽ không thể đảo ngược được. Clausius rất tự tin về toán học của mình đến nỗi, ông nhận ra rằng quá trình không thể đảo ngược này đang diễn ra ngoài kia trong vũ trụ rộng lớn hơn. Ông suy đoán rằng entropy của toàn bộ vũ trụ phải tăng lên tới mức tối đa và chúng ta không thể làm gì để tránh điều này.
Ý tưởng này được gọi là định luật thứ hai của nhiệt động lực học, và hóa ra nó kỳ lạ, đẹp đẽ hơn, phổ quát hơn bất cứ điều gì Clausius có thể tưởng tượng. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học dường như nói rằng tất cả những vật tỏa nhiệt theo một cách nào đó đều được kết nối với nhau. Tất cả những vật tỏa nhiệt đều là một phần của một quá trình không thuận nghịch đang xảy ra khắp mọi nơi. Một quá trình lan ra và phân tán, một quá trình tăng entropy. Dường như bằng cách nào đó vũ trụ cũng chịu chung số phận như một tách trà. Điều tuyệt vời ở các nhà khoa học thời Victoria là họ có thể thực hiện những bước nhảy vọt này, và họ có thể thấy rằng nghiên cứu của họ về nhiệt kế trong cốc thủy tinh thật sự có thể được ngoại suy, có thể được mở rộng để bao trùm toàn bộ vũ trụ. Bất chấp những thành công của nhiệt động lực học, vào giữa thế kỷ 19 đã có những cuộc tranh luận và nhầm lẫn lớn về chủ đề này. Cái thứ kỳ lạ gọi là entropy này rốt cuộc là gì và tại sao nó lại luôn tăng? Trả lời câu hỏi này sẽ cần một bước nhảy vọt về trí tuệ đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng nó sẽ tiết lộ sự thật về năng lượng cũng như nhiều dạng trật tự và rối loạn mà chúng ta thấy trong vũ trụ xung quanh mình. Nhiều nhà khoa học sẽ giải quyết khái niệm bí ẩn về entropy, nhưng hơn ai hết sẽ làm sáng tỏ sự thật. Ông sẽ chỉ ra entropy thật sự là gì và tại sao, theo thời gian, nó luôn phải tăng. Tên ông ấy là Ludwig Bowman và ông ấy là một trong những nhà cách mạng thật sự của khoa học. Bowman sinh ra ở Vienna vào năm 1844. Đó là một thế giới của sự chắc chắn về khoa học và văn hóa. Nhưng Bowman ít chú ý đến niềm tin cố hữu của những người cùng thời với ông. Đối với ông ấy, thế giới vật chất là thứ được khám phá tốt nhất với một tâm hồn cởi mở. Trên thực tế, Bowman không phải là nhà khoa học rập khuôn. Ông có loại khí chất mà hầu hết mọi người có thể liên tưởng đến những nghệ sĩ vĩ đại. Ông ấy là người logic và phân tích một cách tàn nhẫn. Nhưng trong khi làm việc, ông ấy sẽ trải qua những cơn khủng hoảng và suy sụp tinh thần khủng khiếp. Trong đó, Bowman thật sự nghĩ rằng thế giới đang rạn nứt. Tuy nhiên, những điều này cũng đi kèm với một số hiểu biết sâu sắc nhất về bản chất thế giới của chúng ta. Ngoài toán học, Bowman đam mê âm nhạc và bị mê hoặc bởi những vở opera hoành tráng và đầy kịch tính của Wagner, cũng như cảm xúc nguyên sơ của Beethoven. Ông là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc và có thể đắm mình hàng giờ trong các tác phẩm của những nhà soạn nhạc ông yêu thích, cũng như ông có thể đắm mình trong những lý thuyết toán học sâu sắc. Bowman là một nhà khoa học được dẫn dắt bởi cảm xúc và bản năng, cũng như niềm tin vào khả năng toán học có thể giải mã những bí mật của tự nhiên. Chính những đặc điểm này đã đưa ông ta trở thành một trong những nhà vô địch của một lý thuyết mới gây sốc và gây tranh cãi. Một lý thuyết có thể mô tả thực tế ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với bất cứ thứ gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nửa sau thế kỷ 19, một nhóm nhỏ các nhà khoa học bắt đầu suy đoán rằng, ở quy mô nhỏ nhất, vũ trụ có thể vận hành rất khác với trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn có thể nhìn đủ gần, có vẻ như vũ trụ có thể được tạo thành từ những hạt nhỏ, cứng và chuyển động không ngừng. Nhìn dưới góc độ nguyên tử, nhiệt sẽ đột nhiên trở thành một khái niệm ít bí ẩn hơn nhiều. Bowman và những người khác thấy rằng nếu một vật nóng, điều đó đơn giản có nghĩa là các nguyên tử của nó đang chuyển động nhanh hơn. Xem thế giới như những nguyên tử dường như là một ý tưởng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bức tranh vũ trụ này có một vấn đề dường như không thể giải quyết được. Làm thế nào có thể nghiên cứu được hàng nghìn tỷ nguyên tử, ngay cả trong một thể tích khí rất nhỏ? Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra các phương trình toán học để mô tả tất cả những điều này? Suy cho cùng, các nguyên tử liên tục va chạm vào nhau, đổi hướng, thay đổi tốc độ và số lượng nguyên tử nhiều đến mức dường như là một vấn đề không thể giải quyết được. Nhưng sau đó Bowman nhận ra rằng có một cách. Bowman thấy rõ hơn ai hết rằng để vật lý có thể giải thích được tầng thực tại mới này, nó phải từ bỏ sự chắc chắn. Thay vì cố gắng hiểu và đo lường chuyển động chính xác của từng nguyên tử riêng lẻ, Bowman cho thấy có thể xây dựng các lý thuyết hoạt động được chỉ bằng cách sử dụng xác suất rằng các nguyên tử sẽ chuyển động ở những tốc độ nhất định và theo những hướng nhất định. Bowman đã tự mình di chuyển vào bên trong vật chất. Ông ấy đã tưởng tượng ra một thế giới bên dưới thực tế hàng ngày của chúng ta và tìm ra một phép toán để mô tả nó. Ở quy mô này, một ngày nào đó Bowman sẽ tìm cách giải mã bí mật sâu sắc nhất của năng lượng, bất chấp sự phản đối rộng rãi đối với các lý thuyết của ông. Ý tưởng của Bowman gây nhiều tranh cãi, và bạn phải nhớ rằng ngày nay chúng ta coi nguyên tử là điều đương nhiên. Nhưng lý do chúng ta coi nguyên tử là điều đương nhiên chính xác là vì toán học của Bowman kết hợp rất tốt với các thí nghiệm. Một trong những khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất của câu chuyện này là nhiều người cùng thời với Bowman đã xem những ý tưởng của ông về nguyên tử với thái độ thù địch mãnh liệt.
Ngày nay, sự tồn tại của các nguyên tử, ý tưởng cho rằng mọi vật chất đều được cấu tạo từ những hạt cực nhỏ là điều chúng ta chấp nhận mà không cần thắc mắc. Nhưng quay trở lại thời của Bowman, có những nhà vật lý lỗi lạc, đáng chú ý nhưng lại không mua nó. Tại sao họ làm vậy? Bởi chưa ai từng nhìn thấy nguyên tử, và có lẽ cũng chưa ai từng nhìn thấy, làm sao những hạt này có thể được coi là có thật. Sau một trong những bài giảng của Bowman về lý thuyết nguyên tử ở Vienna, nhà vật lý vĩ đại người Áo Ernst đã đứng lên và nói một cách đơn giản: "Tôi không tin rằng nguyên tử tồn tại, nó vừa gay gắt vừa bác bỏ, và nếu một nhận xét như vậy đến từ một nhà khoa học được đánh giá cao như Ernst, thì điều đó sẽ gây tổn thương gấp đôi. Họ lập luận rằng không, nguyên tử không tồn tại, chúng chỉ là tên, nhãn hiệu, hư cấu tiện lợi, thiết bị tính toán, chúng không thật sự tồn tại, chúng ta không thể quan sát chúng, chưa ai từng nhìn thấy chúng, và vì lý do đó, như những người chỉ trích Bowman nói, ông là một người ảo tưởng, nhưng Bowman đã đúng. Ông ấy đã nhìn sâu vào thực tế hơn bất kỳ ai khác từng dám, và thấy rằng vũ trụ có thể được xây dựng từ giả thuyết nguyên tử và được hiểu thông qua toán học xác suất. Nền tảng và sự chắc chắn của khoa học thế kỷ 19 đang bắt đầu sụp đổ. Khi Bowman nhìn chằm chằm vào thế giới nguyên tử mới dũng cảm của mình, ông bắt đầu nhận ra tầm nhìn mới của mình về vũ trụ, chứa đựng trong đó lời giải thích cho một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học. Bowman thấy rằng các nguyên tử có thể tiết lộ tại sao định luật thứ hai của nhiệt động lực học là đúng, tại sao thiên nhiên lại tham gia vào một quá trình không thể đảo ngược. Các nguyên tử có khả năng tiết lộ entropy thật sự là gì, và tại sao nó luôn phải tăng. Bowman hiểu rằng tất cả đều được tạo thành từ những thành phần nhỏ hơn nhiều. Về cơ bản, mọi thứ chúng ta nhìn thấy là tập hợp của hàng nghìn tỷ nguyên tử và phân tử. Và đây là chìa khóa cho cái nhìn sâu sắc của ông về entropy và định luật thứ hai. Bowman đã nhìn thấy điều mà Clausius không thể. Lý do thật sự khiến một vật nóng để yên sẽ luôn nguội đi. Hãy tưởng tượng một cục kim loại nóng, các nguyên tử bên trong nó đang chen lấn xung quanh. Nhưng khi chúng chen lấn, các nguyên tử ở rìa của vật thể truyền một phần năng lượng của chúng sang các nguyên tử ở bề mặt bàn. Những nguyên tử này sau đó va vào các nguyên tử lân cận của chúng. Và theo cách này, năng lượng nhiệt sẽ lan ra và phân tán một cách chậm rãi và rất tự nhiên. Toàn bộ hệ thống đã chuyển từ trạng thái có trật tự, rất đặc biệt, với tất cả năng lượng tập trung ở một nơi, sang trạng thái hỗn loạn, trong đó cùng một lượng năng lượng. Giờ đây được phân bổ cho nhiều nguyên tử hơn. Bộ óc thông minh của Bowman nhận thấy toàn bộ quá trình này có thể được mô tả bằng toán học. Đóng góp to lớn của Bowman chính là ông ấy đã có thể rút ra một công thức cho phép bạn tính toán tính hỗn loạn của một hệ thống. Đây là phương trình nổi tiếng của Bowman. S bằng Kalok, đơn vị là Watt. Nó sẽ là đóng góp lâu dài của ông cho khoa học, nhiều đến nỗi nó đã được khắc trên bia mộ của ông ở Vienna. Về bản chất, phương trình này có ý nghĩa là có nhiều cách để khiến mọi thứ trở nên lộn xộn và mất trật tự hơn là để chúng trở nên ngăn nắp và có trật tự. Đó là lý do vì sao nếu để yên, vũ trụ sẽ luôn trở nên hỗn loạn hơn, mọi thứ sẽ chuyển từ trật tự sang hỗn loạn. Đó là quy luật áp dụng cho mọi thứ. Từ một cái bình rơi xuống cho đến một ngôi sao đang cháy, một tách trà nóng cho đến những sản phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Tất cả những điều này thể hiện xu hướng của vũ trụ chuyển từ trật tự sang hỗn loạn. Sự hỗn loạn là số phận của mọi thứ. Clausius đã chỉ ra rằng cái mà ông gọi là entropy ngày càng lớn hơn. Bây giờ Bowman đã tiết lộ điều này thật sự có ý nghĩa gì. Entropy trên thực tế là thước đo mức độ hỗn loạn của vạn vật. Năng lượng đang sụp đổ. Nó đang sụp đổ khi chúng ta đang nói chuyện. Vì vậy định luật thứ hai nói về sự tăng entropy. Đây chỉ là một cách kỹ thuật để nói rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Sự nhạy cảm đầy nhiệt huyết và lãng mạn của Bowman cùng niềm tin vào sức mạnh của toán học đã đưa ông đến một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử khoa học. Nhưng chính những cảm xúc mãnh liệt đó lại có mặt tối và cuối cùng là tự hủy hoại bản thân. Trong suốt cuộc đời của mình, Bowman dễ bị trầm cảm nặng. Đôi khi những điều này được gây ra bởi những lời chỉ trích về lý thuyết của ông, và đôi khi chúng chỉ xảy ra mà thôi. Năm 1906, ông buộc phải nghỉ học ở Viên trong một giai đoạn đặc biệt tồi tệ. Vào tháng 9 năm 1906, Bowman và gia đình đang đi nghỉ ở Duno, gần Trieste ở Ý. Trong khi vợ và gia đình đang ở ngoài bãi biển, Bowman đã treo cổ tự tử, khiến khoảng thời gian ngắn ngủi của ông trong vũ trụ của chúng ta đột ngột kết thúc. Nhưng có lẽ khía cạnh đáng buồn nhất trong câu chuyện của Bowman là chỉ trong vòng vài năm sau khi ông qua đời, những ý tưởng từng bị tấn công và chế giễu trong suốt cuộc đời của ông cuối cùng đã được chấp nhận.
Hơn nữa, chúng đã trở thành nền khoa học chính thống mới. Cuối cùng không có lối thoát entropy nào cả. Chính sự chuyển dịch cuối cùng từ trật tự đến suy tàn và hỗn loạn đã thống trị tất cả chúng ta. Phương trình của Bowman chứa đựng bên trong nó cái chết của mọi thứ, từ một cái bình sứ đến sự sống của con người cho đến chính vũ trụ. Quá trình biến đổi và suy thoái là tất yếu. Định luật thứ hai nói rằng bản thân vũ trụ một ngày nào đó phải đạt tới điểm entropy cực đại, rối loạn cực đại, bản thân vũ trụ một ngày nào đó phải chết. Nếu mọi thứ xuống cấp, nếu mọi thứ trở nên hỗn loạn, bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà chúng ta tồn tại được. Chính xác thì vũ trụ đã làm cách nào để tạo ra sự phức tạp và cấu trúc tinh tế của sự sống trên trái đất. Ngược lại với những gì bạn có thể nghĩ, chính nhờ định luật thứ hai mà tất cả những điều này tồn tại. Sự vô trật tự lớn lao của vũ trụ làm phát sinh sự phức tạp của nó. Có thể khai thác dòng chảy tự nhiên này từ trật tự đến rối loạn, khai thác quá trình và tạo ra thứ gì đó mới, tạo ra trật tự mới, cấu trúc mới. Đó là điều mà những người tiên phong về hơi nước thời kỳ đầu đã vô tình gặp phải với động cơ của họ. Và đó là điều khiến mọi thứ mà chúng ta cho là đặc biệt trong thế giới của mình. Từ chiếc ô tô, đến các tòa nhà, đến các tác phẩm nghệ thuật, thậm chí cả chính cuộc sống. Động cơ ô tô giống như tất cả các động cơ khác, được thiết kế để khai thác định luật thứ hai. Nó bắt đầu với thứ gì đó tốt đẹp và trật tự, như xăng này, chứa đầy năng lượng. Nhưng khi đốt cháy trong động cơ, nó biến chất lỏng đặc này thành hỗn hợp khí có thể tích lớn hơn 2.000 lần. Chưa kể tỏa nhiệt và âm thanh vào môi trường, nó đang biến trật tự thành rối loạn. Điều này đặc biệt thông minh ở chiếc xe là nó có thể khai thác năng lượng tiêu tán đó. Nó có thể hút một phần nhỏ năng lượng đó và sử dụng nó cho một quá trình có trật tự hơn, như lái các piston làm quay bánh xe. Đó là những gì động cơ làm. Chúng khai thác dòng chảy từ trật tự này đến hỗn loạn khác và làm điều gì đó hữu ích. Nhưng không chỉ có ô tô, quá trình tiến hóa đã thiết kế cơ thể chúng ta để hoạt động nhờ vào nguyên tắc tương tự. Nếu bạn ăn thanh sô-cô-la chứa đầy năng lượng tốt và có trật tự này, cơ thể bạn sẽ xử lý nó và biến nó thành năng lượng hỗn loạn hơn, nhưng lại tự tiêu hao năng lượng thu được. Cả ô tô và con người đều tự cung cấp năng lượng bằng cách khai thác dòng chảy vũ trụ vĩ đại từ trật tự đến hỗn loạn. Mặc dù nhìn chung, thế giới đang tan rã trong hỗn loạn, nhưng nó đang diễn ra theo một cách hết sức thú vị. Nó giống như một thác nước đang đổ xuống, nhưng thác nước phun ra một chùm cấu trúc, và chùm cấu trúc đó có thể là bạn hoặc tôi, hoặc một bông thủy tiên vàng, hay bất cứ thứ gì. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng sự giãn nở của vũ trụ, sự sụp đổ thành hỗn loạn này, trên thực tế có thể mang tính xây dựng. Động cơ hơi nước, nhà máy điện, sự sống trên trái đất, tất cả những thứ đó đều khai thác dòng chảy vũ trụ từ trật tự đến hỗn loạn. Lý do khiến trái đất bây giờ trông như thế này là vì chúng ta đã học cách khai thác năng lượng đang phân hủy của vũ trụ để duy trì và cải thiện trật tự nhỏ bé của chúng ta. Nhưng khi loài người tiến hóa, chúng ta phải tìm ra những nguồn năng lượng tập trung mới mà chúng ta có thể phá vỡ. Để thúc đẩy quá trình xây dựng công nghệ, thành phố và xã hội của chúng ta đòi hỏi khắt khe hơn bao giờ hết. Từ thực phẩm, gỗ đến nhiên liệu hóa thạch, trong lịch sử loài người, chúng ta đã phát hiện ra những dạng năng lượng tập trung hơn bao giờ hết để khai thác và phát triển. Bây giờ ở thế kỷ 21, chúng ta đang trên đà khai thác dạng năng lượng tập trung tối thượng, thứ cung cấp năng lượng cho mặt trời, hydro. Đây là trung tâm năng lượng nhiệt hạch ở Coulomb ở Oxford, và tại cơ sở này họ đang cố gắng tái tạo một ngôi sao trên trái đất. Nhưng như bạn có thể tưởng tượng, việc tạo ra và chứa đựng một ngôi sao nhỏ không phải là một quá trình dễ dàng. Nó đòi hỏi hàng trăm người và một số công nghệ cực kỳ khéo léo. Chiếc máy này được gọi là Tokamak, và nó được thiết kế để chiết xuất một loại năng lượng tập trung cao độ cổ xưa, năng lượng có trật tự của các nguyên tử hydro. Những gói năng lượng nhỏ bé này được rèn từ vũ trụ sơ khai, chỉ 3 phút sau thời điểm hình thành. Bây giờ, bằng cách sử dụng Tokamak, chúng ta có thể trích xuất năng lượng tập trung có trong các nguyên tử này bằng cách kết hợp chúng lại với nhau. Bên trong máy Tokamak, hai loại khí hydro là deuterium và tritium được trộn lẫn với nhau, tạo thành trạng thái siêu nóng gọi là plasma. Hiện nay khi chạy, plasma này có thể đạt tới nhiệt độ đáng kinh ngạc là 150 triệu độ. Các nắp châm lớn trên thành tokamak chứa plasma và ngăn nó chạm vào các cạnh, nơi nó có thể nguội đi. Bây giờ khi đủ nóng, hai loại nguyên tử hydro hợp nhất với nhau, tạo thành heli và giải phóng neutron. Bây giờ những neutron này bay ra khỏi plasma và va vào các bức tường của tokamak, nhưng chúng mang theo năng lượng và hy vọng rằng một ngày nào đó năng lượng này có thể được sử dụng để làm nóng nước, biến nó thành hơi nước, chạy tua bin và tạo ra điện.
Về cơ bản, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bên trong tokamak, một ngôi sao nhỏ hình bánh rán được tạo ra. Vấn đề là cực kỳ khó để duy trì các phản ứng nhiệt hạch đủ lâu để thu năng lượng từ nó. Và đó là điều mà các nhà khoa học tại Coulomb đang nỗ lực hoàn thiện. Đó là một loại ranh giới giữa vật lý và kỹ thuật. Làm thế nào để chúng ta giữ được thứ rất nóng này, đó là plasma. Và làm cách nào để chúng ta tối ưu hóa con đường, giữ nó ở đó, hiệu suất của plasma này. Vì vậy, điều chúng ta thật sự muốn là các hạt ở trong đó càng lâu càng tốt để tối đa hóa cơ hội va chạm lẫn nhau. Các nhà khoa học đang cố gắng đẩy điều này đến giới hạn với những gì họ có sẵn trong chiếc máy này. Và bất cứ điều họ có thể học để hiểu rõ hơn về plasma này cũng sẽ cho phép thiết kế một chiếc máy tốt hơn trong tương lai. Những gì tokamak đang làm là khai thác tro bụi màu mỡ của vụ nổ lớn, trích xuất năng lượng tập trung thu được từ đầu thời gian, vì hydro là nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ. Nếu máy móc trong tương lai có thể duy trì các phản ứng nhiệt hạch, chúng sẽ mang đến cho chúng ta khả năng cung cấp năng lượng gần như vô tận. Từ một ngành khoa học khởi đầu là sản phẩm phụ của những câu hỏi về động cơ hơi nước, nhiệt động lực học đã có tác động đáng kinh ngạc đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nó đã cho chúng ta thấy tại sao chúng ta phải tiêu thụ năng lượng tập trung để tồn tại và tiết lộ cho chúng ta biết vũ trụ có khả năng kết thúc như thế nào. Nhìn trái đất vào ban đêm sẽ tiết lộ một ý tưởng tưởng chừng đơn giản đã biến đổi hành tinh này như thế nào. Trong hơn 300 năm qua, chúng ta đã phát triển những cách khéo léo hơn bao giờ hết để khai thác nguồn năng lượng tập trung từ thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng mọi nỗ lực và thành tựu của chúng ta đều khá vô nghĩa khi nhìn từ góc độ vũ trụ rộng lớn hơn. Theo quan điểm của nó, tất cả những gì chúng ta đang làm là cố gắng duy trì trật tự nhỏ bé này trong một vũ trụ đang tan rã. Mặc dù chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi số phận cuối cùng của mình, nhưng các định luật vật lý đã cho phép chúng ta có được khoảnh khắc sáng tạo, đẹp đẽ, ngắn ngủi này trong quá trình tháo gỡ vũ trụ vĩ đại. Hy vọng rằng bằng cách hiểu biết vũ trụ một cách chi tiết hơn bao giờ hết, chúng ta có thể kéo dài thời điểm này trong nhiều triệu, thậm chí có thể là hàng tỷ năm tới.